học kỳ này, trường chúng ta sẽ chuyển sang dùng tiếng Anh để giảng dạy. Chúng em nghe sẽ không hiểu thầy ơi. Đừng lo, nghe không hiểu, học ngoại ngữ là phải nghe nhiều. Mỗi ngày các em nghe tôi nói tiếng Anh, lâu ngày tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng ngày nào em cũng nghe con chó nhà em sủa mãi mà không hiểu là nó đang nói gì. Xin lỗi cho hỏi, xung quanh đây có cảnh sát không? Không có đâu anh ơi. Thế tôi có thể tìm một đồn cảnh sát gần đây chứ? Chỗ gần nhất cũng cách đây 5 km lận. Vậy đến hai chú cởi hết quần áo, đồng hồ, ví tiền đây. Oh my god, có chuyện gì vậy em? Khi soi vào gương, em thấy mình thật xấu. Em cần một lời khen từ anh. Mắt em tinh thật đấy. Anh à, em thấy mình vô dụng quá. Lúc nãy em ngủ trong cái quần tây, không may làm thủng một lỗ to ở đít quần. Không sao đâu, bộ tây đó anh còn một chiếc khác nữa. Đúng đấy ạ, may quá là may. Em đem chiếc quần ấy vá vào chỗ thủng của chiếc quần bị cháy rồi. Hát đủ. Nghe nói cậu thích một bạn trong lớp hả? Là ai thế? Cậu thử đoán xem. Hoa hả? Hay Lan? No, hết rồi mà. Còn mỗi... Ừ, thật ra cậu tới làm sao? Cậu vẫn chưa kể tên các bạn nam. Còn Hâm, nửa đêm tự nhiên cười như điên. Này, có chuyện gì mà em cười vui thế? À không, em nhớ lại lời mẹ em nói hồi xưa. Mẹ em nói gì vậy? À, mẹ em bảo xấu gái vô duyên như mày thì chó lo lấy. Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ thi làm phép tính nhanh. Ai cho kết quả nhanh nhất, người đó sẽ được đi thi Olympia. Bắt đầu nhé. Câu hỏi số 1. 23 x 32 bằng bao nhiêu? Mời cho lô. Kết quả là 66 ạ. 34 x 43 1212. 38 x 83 2424. 66 x 77 1508 ạ. Lô, em làm tôi bực mình rồi đấy. Sao em trả lời không đúng một câu nào vậy? Thưa thầy, thi làm phép tính nhanh chứ có thi làm phép tính đúng đâu. Hát đủ. Trên máy bay có 500 cục gạch, rơi một cục còn bao nhiêu cục? 499 cục. Thưa thầy, làm thế nào để 3 bước bỏ được con voi vào tủ lạnh? Dạ, bước 1 mở tủ, bước 2 nhét con voi vào, bước 3 đóng tủ ạ. Dạ tốt. Con hươu và 4 bước thì sao? Bước 1 mở tủ, bước 2 lôi con voi ra, bước 3 và bước 4 tương tự ạ. Vậy tại sao cuộc họp muôn thú trên trời lại thiếu mất một con? Thiếu con hươu ạ. Tại sao con sông đầy cá sấu mà bà lão đi qua không bị ăn thịt? Tại vì cá sấu đi học hết rồi ạ. Vậy tại sao bà lão vẫn bị chết? Dạ, bà lão bị chết đuối thưa thầy. Sai rồi, bà lão bị viên gạch rơi trúng đầu. Cậu bị loại
Xin mời thí sinh tiếp theo. Chàng, mày có muốn săn giải thưởng không? Có chứ. Hãy nhanh tay soạn tin "Em là cướp đây" gửi đến tổng đài 113. Bạn sẽ có 99% cơ hội trúng các giải thưởng sau đây. Một còng số 8, chất liệu bằng thép không rỉ, màu sắc trang nhã. Một bộ pyjama kiểu sọc, thời trang phong cách xì tin. Một căn hộ cao cấp 100% bằng đá phiến, xây dựng theo kiểu kiến trúc cổ đại tại Sơn La Resort, mang lại cảm giác bình yên với chất lượng an ninh tuyệt đối, cực kỳ thanh tịnh, mát mẻ, rất phù hợp với những bạn trẻ muốn rời xa sự náo nhiệt chốn thị thành. Hát đủ. Hai vợ chồng đang cãi nhau, bỗng họ thấy một con chó đi qua. Kìa, có phải họ hàng của em không nhỉ? Vâng, bố chồng em đấy. Ngon, kể từ ngày mai, tao quyết tâm học hành, quyết tâm hạn chế online, mỗi ngày chỉ 2 lần. Thật không? Thật. Mỗi lần 12 tiếng. Đường lên Tây Trúc thỉnh kinh, gian nan thì ít, gái xinh thì nhiều, giá mà tam tạng làm liều. Phim Tây du ký chắc có nhiều cảnh hay. Bước tới phòng thi mới hoàng hôn, bạn bè chiến hữu chẳng thấy đâu, lom khom dưới cuối một vài đứa, lác đác bên kia giám thị toàn. Đề văn nghi mãi đau đầu quá, đề toán giải mãi vẫn không ra, giờ đây chỉ biết ngồi cắn bút, một mảnh đề thi ta với ta. Mình chia tay nhau đi anh. Sao tự nhiên lại chia tay? Em không còn yêu anh nữa. Không được, anh không tin. Thấy chưa? Yêu đương mà không tin tưởng nhau thì chia tay đi. Vãi cả nồi. Ra công viên đi. Ừ. Làm gì vậy hả? Mặc đồ vào ngay. Tụi em hứa sẽ không tái phạm nữa. Đúng vậy, anh đừng bắt em vô tù. Phạt vị cảnh thôi. Anh 100k, chị 300k, mau lên. Sao em chỉ cần 100k, cô ấy lại mất 300k? Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh lên phạt nhẹ. Này cô em gì ơi, cho anh hỏi. Xin lỗi, tôi đã có bạn trai rồi. Nhưng mà em ơi, anh bị điếc à? Tôi đã nói là tôi có bạn trai rồi mà. Con điên, bố mày chỉ hỏi đường thôi mà. Nhìn như con heo ấy, chó thèm miêu. Ngày nay có rất nhiều cặp đôi đang rất yêu nhau thì lại chia tay vì sự xuất hiện của người thứ ba. Vậy người thứ ba là ai? Để tôi nói trước, cô nàng đẹp gái, anh chàng đẹp trai, một đại gia, bố mẹ người yêu, hello thì đó chính là thầy bói. Em có biết đọc và biết viết không? Em biết viết nhưng không biết đọc. Vậy
Em viết tên em lên bảng, tôi xem. Em viết cái gì thế này? Em không biết. Em đang nói với thầy là em không biết đọc mà.